Ui đấy rồi anh em ơi. Ui đóng hàng rồi anh em ơi. Ơi giời. Chép. Ui ôi. Mút này, mút. Ôi giời ơi. Ui chép anh em ơi. Mút chép. Wow. Dã liên tục. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với Phương Thảo Fishing. Ở đây người ta đang cơ con chó. Ở đây người ta đang cơ bơm bùn anh em, thì nước này trông nó màu rất là đục đục. Đúng này dễ mới có cá cắn này. Đấy, đây con Mương ngày trước em hay ra câu mà sự các bác lâu lắm này không sang bên này câu. Ở đây thì có một bác đang ngồi câu này. Đó. Đây chỗ em gọi con kênh các bác ạ. Người ta đang hộp con bùn nước đang rất là đục. Câu chỗ này là rất là ok luôn. Trải là bát ngàn tít đằng kia luôn. Đấy, bây giờ đang là bình minh mà trời bắt đầu chuẩn bị nắng lên anh em này, ngồi nhanh không phải trời nắng này. Hôm nay em sẽ đánh bằng cây cần 46T này anh em nhé. Xong mà đánh ngoài thiên nhiên là ra gãy mấy con chép đồng thôi, chứ không có nhiều hàng. À, đây có đống ổ chuồi trước tiên đến mà xào nữa anh em ạ. Trước tiên mà xào ổ đã cá này vào, không nhanh trời nó sắp nắng lên. Chị ta 3 cân mấy rồi? 3 cân 8. À, hả ít ổ cá vào. Số anh cám. Sông nước mênh mông quá anh em à. Đánh lục mà đầu cần, đánh đầu cần phê nhất, ổn nhất này. Đấy. Cần 46T. Mút này, mút. Ôi giời ơi. Ui, chép anh em ơi. Mút chép. Wow. À, anh em ơi được con chép, thấy chưa? Chép ngon quá. Đấy. Được em chép tuyệt vời. Sùng ngon quá. Mồi ủ chua ấy, chép nó cuốn phê thật anh em ạ. Không có cái gì là đánh chép nó nhẹ mồi ủ chua cả. Mồi ủ chua đánh đầu cần, đánh chép là vô đối. Đấy, nún anh em mình chưa? Có bao nhiêu pháo đẹp như pháo đài luôn. Nhập nhảy này, ui giời ơi, phi con. Trời ơi. À, anh em nhìn nhấp nháy phát là đôi con. Đấy, quá nhìn này. đánh nục nó bá đạo này, các bác đánh nơi tứ không sợ lọt đâu. Đấy, nục phì đóng phát đôi con luôn, bé quá, con cá nhỏ này. Bé quá nên thả về thiên nhiên. Úi đấy rồi anh em ơi. Úi rồi. Đóng hàng rồi anh em ơi. Ơi giời. Chép. Úi rồi. Ui chép anh em ơi. Đóng thẳng mồm. Con hàng ngon đấy. Đúng rồi, đóng cái mồm anh em ạ. Ôi chép đóng cái mồm kìa. Bò lên luôn. Còn tí hoa ăn chép. Vào đây. Vào đây em ơi. Vào đây. Wow, được con chép thiên nhiên anh em ơi. Ít sổ ôi con này. Ai. Còn anh em nhìn ngon không? Hơi gầy. Cá thiên nhiên nó chỉ có thế này nha các bạn. Mà đẹp. Đấy, có dãy vào đây. Càng dãy càng đóng. Đấy. Chép thiên nhiên nó chỉ có thế thôi nhưng mà ngon lắm các bạn ạ. Tầm là nhiều, ui mút cái ui anh em mút này, ôi giời ơi, chép con anh em ạ, còn chép bé tí thôi, nó đóng vào mang, còn chép bé này, anh em chép thiên nhiên bé tí thôi, rồi ta thả nhé, lại chép con này thả anh em nhé. Quá. Dã liên tục. Hai nhóc profi. Một to một bé tứ. Nhiều anh em đánh cứ sợ lọt nhưng tứ đánh chẳng lọt đâu. Không dính thì thôi, dính thì cứ đôi con. Sấp đôi. Lọt làm sao được. Chỉ có bảng không có lọt. Nhiều bánh củ chua bó mồi. No. Sắp đôi 50. Chép rồi, tôi lấy giờ thêm là chú chép nữa, còn giấy càng đét đấy, bỏ luôn lên. Đáng giòn. Ôi giời, gô phi. Gô phi gánh nhom. Cái con này là cũng thịt là ok đấy các bác nhá. Mình kéo cả phào đi. Dẹp toàn gô phi. Gô phi. Nhìn bịt kêu. Okay. Con này cũng tầm tạm. Mấy con kia đông bé con này cũng ok. Và lúc này là rán cũng đầu rồi. Trông chờ mãi có con trò rán. Rô phi. Rồi, đầu mới cá chép cá rô phi về anh em ơi. Còn lại là mình ông vẫn đang ngồi câu. Thôi, cảnh thiên nhiên cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Về thôi, nào hẹn một ngày gần nhất sẽ quay lại đây.